ID được dự đoán sẽ tạo ra cơn sốt trong năm 2020. Apple được cho là đang nghiên cứu và sản xuất thế hệ điện thoại thông minh tiếp theo của dòng iPhone SE, vốn được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2016. Trái với những dòng cao cấp như iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, thì iPhone SE sẽ chỉ được coi là phiên bản cao hơn của những dòng điện thoại đã quá cũ như iPhone 6S, iPhone 7, và có mức giá có lẽ cũng sẽ hợp lý đối với một thiết bị ở phân khúc tầm trung. Theo mình, Chi nhà phân tích nổi tiếng với những dự đoán chính xác về sản phẩm của Apple, iPhone SE thế hệ thứ hai có thể sẽ tạo ra một cơn sốt với doanh số khoảng từ 30 đến 40 triệu thiết bị trong nửa đầu năm 2020. Theo Google, mặc dù có tên gọi là iPhone SE 2, nhưng thiết bị này sẽ có kiểu dáng gần giống với iPhone 8. Thay vì sử dụng hình mẫu của iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 8 cũng đồng thời là phiên bản cuối cùng còn sử dụng nút Home tính đến thời điểm hiện nay, trước khi Apple chuyển sang sử dụng thiết kế kiểu mới. Mức giá của iPhone SE 2 cũng sẽ thấp hơn nhiều so với iPhone 11 do sản phẩm được cấu thành từ những linh kiện kém đắt tiền hơn và quy trình lắp ráp kém phức tạp hơn. Về mức giá, theo Kuo, iPhone SE 2 có thể sẽ chỉ dao động ở mức chưa tới 400 đô la Mỹ, tương đương 9,3 triệu đồng và là sự lựa chọn hợp lý để thay thế các dòng iPhone đã lỗi thời như iPhone 6s, iPhone 7.